Như các bạn cũng đã biết thì trong cơ thể của chúng ta có ba hệ cửa, và chúng ta hay dùng từ bọt thô để nói đến ba hệ cửa này. Thì có nhiều bạn thắc mắc là không biết nên dùng là từ cửa hay là từ gánh để dịch cái từ bọt thô này. Thì hôm nay là chúng ta sẽ làm một cái video để giải thích cho cái từ bọt thô này nha. Thì trong cơ thể của chúng ta là có ba cái bọt thô system, một cái là ở gan, hai là ở tuyến yên và ba là ở thận. Thì ở gan á là bọt thô van, ở tuyến yên á là hypophyseal bọt thô system, còn ở thận á là renal bọt thô system. Thì như chúng ta quan sát ở trên hình á, thì bọt thô ở gan á là đây là bọt thô của tĩnh mạch, một đầu là tĩnh mạch mạch trơn tràng trên, một tĩnh mạch mạch trơn tràng dưới và tĩnh mạch lách, còn một đầu của nó là gồm những cái tĩnh mạch ở gan. Và cái thứ hai á là bọt thô ở tuyến yên. Thì bọt thô ở tuyến yên thì chúng ta không thể nào phân biệt được đó là máu ở động mạch hay là máu ở tĩnh mạch. Và một đầu nó sẽ giống như một cái quang gánh, một đầu của nó gánh là một đầu của nó là thì trước thì sau tuyến yên, và một đầu của nó là các mạch máu ở vùng hạ đồi. Và thứ ba á, là bọt thô ở thận. Thì bọt thô ở thận á, là một đầu của nó là gồm những động mạch xuất và động mạch nhập của tiểu cầu thận, và một đầu của nó là gồm có là ống lượng gần, ống lượng xa, nhành lên nhành xuống của quai hâm lên. Và ở thận á, thì bọt thô của nó là máu động mạch. Vậy nên á, chốt lại là từ bọt thô chúng ta sẽ không nên dịch là gánh hay cửa, mà chúng ta sẽ nhớ tới hình ảnh của bà mẹ buôn bán gánh bưng. Với hai đầu là hai cái thúng, và cái đầu gánh để mà gánh hai cái thúng này. Việt Nam ôi tổ quốc thương yêu, trong khổ đau người đẹp hơn nhiều, như bà mẹ sớm chiều gánh nặng, nhẫn nại nuôi con suốt đời im lặng.